Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Giang Ú đây, và đây là video cùng chơi game Pokemon Let's Go. Ok, vừa qua thì do mình có cái việc bận, đó là mình đi nhỏ cái răng khôn, và cùng lúc đó đó thời gian rảnh thì mình train level, và mình đã train coi như là cũng gọi là tạm ổn để có thể chiến được tứ thiên vương và champion khi mà tái đấu. Ok, đây là đội hình của mình sau khi train, chỉ có con Dragonite và Crobat là 71 thôi. Ampharos, Heracross, Mamoswine thì 72, trong khi đó thì Feraligatr là mạnh nhất với level 74. Okay. Có một số bạn ấy, khi mà train xong thì lại bảo là mình Rare Candy để mà tăng level, chứ không phải là mình train tay. Thật chứng là mình train tay nha. Ok, thì để chứng minh cho việc mình train tay thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây, tổng thời lượng mình đã chơi đó là đã lên đến 60 tiếng 20 phút. Ở video trước thì hình như mình nhớ không lầm là 48 tiếng hay phải 48, 46 tiếng gì đấy. Thì để luyện lên được level cho tất cả các Pokemon trong đội hình của mình thì mình đã phải cần khoảng chừng 12 đến 14 tiếng. Không nhớ chính xác, từ 12 đến 14 tiếng trong game. Tất nhiên là mình sẽ dùng thêm chức năng mình tua nhanh rồi cho nó tăng tốc lên, nhưng mà trước là mình train tay nha. Bên cạnh đó thì trong quá trình train thì tiền của mình cũng tăng lên, tăng gần max luôn. Đấy. Rồi, thì bắt đầu từ video này mình sẽ tái đấu với lại Tứ Thiên Vương và Champion. Đợt 2 này thì họ sẽ mạnh hơn, dùng các Pokemon level cao hơn. Okay. Rồi, vô nha. Khi cậu đã bước vào cánh cửa này thì cậu sẽ phải đối mặt với một trong các tứ thiên vương. Họ rất là mạnh, cậu không thể ra ngoài nếu mà khi cậu đã bước vào. Cậu đã sẵn sàng chưa? Ok, cũng là những lời thoại cũ thôi. Thiên vương đầu tiên là chuyên dùng Pokemon hệ tâm linh đúng rồi, hoặc là còn gọi là siêu năng lực. Ok. Thì vẫn những lời thoại cũ thôi. Đồ đạc thì mình cũng đã mua hết rồi nha. Máu hay là hồi sinh hay là giải độc hay gì đấy là mình cũng đã mua sẵn hết rồi. Ok, con đầu tiên Rondon, level 58 thôi hả. Với level này thì mình nghĩ là mình có thể dễ dàng đánh bại được nó. Thì trong quá trình luyện cho Dragonite thì nó học thêm một chiêu mới, đó là Outbreak. Mình đã bỏ đi Dragon Rush và lấy Outbreak. Bên cạnh đó thì mình đã mua thêm cho nó Fire Blast, là chiêu tấn công lửa hình chữ đại, 120 sát thương. Một hit là lên đường ngay, cách biệt level quá lớn. What? Cách biệt level như vậy mà không chết hả? What the hell? Sao nhỉ? 71 tấn công khắc hệ, cách biệt như vậy mà không chết. Ok, một em. Tiếp theo Jin hả? Jin thì mình nghĩ là nên cho Heracross. Low combat. What? Oh, come on. Cũng là không đơn giản nha, cách biệt level, nhưng mà cũng không phải là quá dễ dàng như mình nghĩ đâu. Đấy, tiếp tục là Fire Blast. Mấy trận đầu tiên thôi dùng ngân sạch Fire Blast luôn. Lên đường. Yeah.
con heo. Đấy. Chính hả? Lên được không? Chắc không quá. Vì những con hệ tâm linh thường là phòng thủ phép, công phép và thủ phép khá là ok, cho nên là những chiêu tấn công mà dựa vào đam phép thì khó mà có thể một hit dứt điểm được nó. Low Pro hả? Low Pro thì để Ampharos xử luôn. Gardevoir. Gardevoir thì chắc là dùng Signal Beam. Con cuối cùng chắc chắn là Alakazam rồi. Lên đường không? Satu hả? Satu chứ không phải Alakazam hả? Ok, Satu chơi luôn. Teo teo. Thunderbolt. Đi trước. Yeah. Ok. Thiên vương thứ hai thì theo mình nhớ hình như là Koga dùng hệ độc thì phải. Mình không biết là con đầu tiên ổng dùng là con gì, cho nên thôi kệ, cứ đưa Mamoswine lên đi, vì hệ đất khắc được hệ độc. Ok, rồi bây giờ mình tiến vào mình đấu với thiên vương thứ hai luôn nha. Đây, Koga đã từng là gym leader của vùng Kanto trong phần Fire Red, Labyrinth. Nhưng mà sang đây thì trở thành một trong tứ thiên vương và mình đã đánh bại một lần. Bây giờ là mình sẽ tái đấu. Ok. Vô. Lời thoại thì không khác gì hết, y như cũ. Ông này thì không đơn thuần là dùng hệ độc mà là dùng các con Pokemon mà sử dụng các đòn trạng thái như là ngủ nè, độc, tê liệt. Ok. Con này hay độc đúng không? Còn hit là lên được. Lên đường đi chứ còn kéo chậm chậm cái gì nữa. Đẹp, con này cũng phải đọc luôn, một hit. Như vừa đọc vừa công trùng chứ không phải vừa đọc vừa bay.
Double team cái kill này mình ghét nhất. Này thì double team. Khỏi nó nhiều. 3 em. What the hell con gì đây? Phải hay động ta. Lên đường rồi, gọi nó nhiều. Sức tấn công vật lý của Mamoswai rất là cao, kết hợp với Earthquake thì tạo ra một sức mạnh khá là khủng. Khi mà các con hệ độc nó dính một phát thì hiếm con nào mà chịu nổi. Robert căng. Hầu như nãy giờ mình chưa mất giọt máu nào hết á. Sam từ chắc chắn là mình đi sâu nó rồi. Tác dụng của Quick Lock. Quá, chẳng lẽ không mình không mất một giọt máu nào thì sao? Con cuối cùng mất. Ok, có thể là mình đấu với Thiên Vương này là mình không tốn một giọt máu nào hết. Sao hai thôi hả? Lên được, lên được, lên được, lên được, lên được. Sao mà chịu nổi? Xong, không mất một giọt máu nào luôn. Rồi, vậy là xong hai thiên vương. Thiên vương tiếp theo là Runo, chuyên dùng các con Pokemon thể giác đấu. Cho nên là mình sẽ cho Robert là chủ lực trong trận đấu tiếp theo, vì hệ bay có thể khắc được hệ giác đấu. Ở trận đấu trước thì mình không tốn một giọt máu nào cả, nên không cần phải bơm máu, cứ vậy mà vô tiếp thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào đấu với thiên vương thứ 3. Bruno cũng là từng là một tứ thiên vương của vùng Kanto. Qua Johto thì lại tiếp tục giữ vai trò tứ thiên vương. Okay. Sáu con, ít con top con đầu tiên. Lại cao tà. Một kit không biết có lên đường được hay không, vì các con Pokemon giác đấu thì thường thủ vật lý của nó cũng khá ok. Nhưng mà không ngờ biết ra mình thắng luôn. Đẹp. Macham này nó có cái chiêu là Storm Egg, tức là chiêu hệ đá, nó có thể khắc được con Robert của mình, nên là không biết là có ổn không đây. Storm Egg hả? Biết lắm mà. Ow! Lên đường không? À, không lên đường rồi. Căng à nha. Ok. Bấm máu rồi.
Nửa bình, hy vọng là nửa bình. Chưa tới nửa bình nữa. Hai luôn bóp chiêu 120 sát thương của hệ nước. Hitmonlee ok, mình sẽ hồi sinh cho Crobat. Quacker. Ok, là mình bị bấn loạn. Low Combat hả? Ghê thiệt, con này chuyên dùng chân mà lại Low Combat đấm bằng tay, ghê. Ok, Low Combat mà yếu dữ vậy em. Ok, nó bị hạ sức phòng thủ nãy giờ cũng hai lần rồi, cho nên là mình nghĩ là mình like một hit là nó lên được ngay thôi. Xem một hit chết nha. Lên được 72 luôn. Lucario hả? Lucario thì Earthquake. Lucario là một con Pokemon hệ giác đấu khá là được yêu thích của vùng Sinnoh. Vì nó vừa giác đấu mà nó có hệ thép nữa, cho nên là Earthquake sẽ có tác dụng. Đẹp. Hitmonchan khá là dễ, không có gì khó khăn. Lai. What the hell, cái gì vậy? Cái này là dùng thế mạng, nó gọi ra một con búp bê để mà thế mạng, phải bỏ một ít máu ra gọi con búp bê, nhưng mà búp bê đó nó sẽ chịu đòn tắc đòn tấn công đó dùng cho cái Pokemon sử dụng Bullet Spin. Khá là giống với Low Combat nhưng mà có vẻ là đam yếu hơn cái chiêu Bullet Spin này nè, cái cú đấm đạn. Lên đường. Con cuối cùng là chắc là Onyx quá. Tại vì trong đợt đấu đầu tiên là Bruno có sử dụng Onyx. À không phải rồi, Hariyama. Ok, tăng công và thủ. Ây da, có tăng phòng thủ hả? Nhưng chắc là một kiếp thông chết rồi. Thì nói chung trong đội hình của Bruno chỉ có con Machamp là đáng gờm thôi, vì nó có chiêu Storm Egg có thể khắc lại được hệ bay. Bay bác quách trả giá hả? Chiêu này tên là trả giá. What the hell? Kinh.
ông Ray. Chết không? Dài thế. Việc chiêu Outrage này là khi mà sử dụng thì Pokemon của mình sẽ tự động tấn công trong vài lượt mà mình không có được điều khiển. Khi mà mình chọn Outrage rồi là nó tự nó tấn công thôi. Khoảng 2-3 lượt gì đấy thì nó sẽ bị rơi vào trạng thái bất loạn. Low kick, đá thấp. Mạnh thế nhở. Đấy, bị rồi. Đánh nó con. Hay lắm. Xong, thiên vương thứ 3. Rồi bây giờ mình vô luôn nha. Trận đấu này thì chắc chắn là Ampharos sẽ là chủ lực rồi. Khắc hệ đất mà. Ok, gặp tái đấu với thiên vương cuối cùng. Và con này là vừa đất vừa băng nè đúng không? Chết cha, vậy là không có dùng được chiêu Signal Beam rồi. Phải ok, con này tốc độ nó hơi cao đấy. Ồ, chết rồi. Ok, low combat, đừng có đóng băng nha. Lên đường đi em. U 73 luôn. Con này hả? Con này thì dùng điện. Dùng điện thì mình nghĩ là nó sẽ ok hơn. Vì Signal Beam á là hệ bọ mà. Và con này là vừa đắp vừa bay cho nên là Signal Beam không có tác dụng, phải dùng điện thôi. Mấy em rồi ta. What the hell, con này dùng Spirit Tomb. Sao lại dùng Spirit Tomb nhỉ? Vừa hệ đắp vừa hệ God, chết rồi. Không phải khắc được nó. Ok, con này là một trong những con mà Champion Cynthia sử dụng nè, cực kỳ là khó chịu luôn. Hệ đất và hệ gót hai hệ hợp lại là khó chịu lắm. Ok, nửa bình hả? Curse, lời nguyền. Quá. Cần đấy. Bị dính lời nguyền phải rút máu hàng lượt mỗi lượt rút một chút, khúc luôn chứ phải chút nữa. Ok, hai robot. Một
Ây da. Thôi tiêu. Lên đường. À. Ô còn hả? Nãy thì đùa. Hên quá. Làm luôn. Rồi lên đường luôn. Mỗi chiêu này là sau khi mình đánh bại đối phương luôn là chỉ có tác dụng hết ta. Ghê thiệt. Ok, Amvaros quay ra. Còn ba em hả? Không luôn. Hay da, không đúng là không dùng signal beam được nữa rồi. À. Con Ampharos nó bắt giờ vì con Ampharos nó đã bị dính cái tê liệt rồi và gần hết máu nữa, cho nên là thôi mình chuyển qua ra cái này mình dùng Outrage. Xong. Ok,
vậy là mình đã đánh bại xong Tứ Thiên Vương trong đợt tái đấu rồi. Bây giờ chỉ còn Champion Land. Ở video sau mình sẽ tái đấu với Land và video này của mình cũng sẽ ngừng lại ở đây. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share cho bạn bè, share lên Facebook và đừng quên đăng ký kênh của mình để cùng đồng hành với mình trong các video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah.